phần trình diễn của bà con làng Cơ Tung, xã Hà Làng, huyện Bát Tràng, tỉnh Gia Lai. Nếu quý vị cũng như tôi, chúng ta hãy để ý các bước chân của các cô gái và nó rất là nhịp nhàng, không có ai bảo ai, nhưng mà đúng bao nhiêu cái bên kia, đúng bao nhiêu cái bên này thì nó đều như nhau tăng tắc. Chúng tôi có một nhà Tây Nguyên học ở trường nhà thơ Văn Tô Hùng, anh có tham gia trong đêm hôm nay. Tôi nghĩ những chuyện này anh đã biết cả rồi, nhưng mà đôi khi thì văn hóa dân gian cũng không thế nào giống với nhà hội. Chúng ta nhờ thay đổi tiếng mắt của Hùng ấy. Anh nhờ cái nếp tính cẩn thận, ở trong sân khấu vẫn sợ
nhau để chụp hình, để tiếp tục trải nghiệm các nhạc cụ truyền thống của người Ba Na. Xin cảm ơn tấm lòng của tất cả quý vị khán giả đã có mặt trong đêm hôm nay. Thêm một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn đang thưởng thức một cách say mê các vũ điệu của các nữ nghệ nhân đến từ làng Cà Tung, Sa Ra, huyện Bắc Giang, tỉnh Gia Lai. Chương trình Phong Kim cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm thường xuyên xuất hiện tại sân khấu này vào khung giờ 19 đến 21 hàng đêm thứ bảy. Đây là nơi chúng ta giao lưu gặp gỡ, là nơi chúng ta cảm nhận những sắc màu văn hóa dân gian của người Ba Na Gia Lai, tỉnh Gia Lai. Đây là nơi mà chúng tôi mong muốn các quý vị phụ huynh sẽ đưa con em mình đến để thấy có một đời sống khác, có những sắc màu văn hóa khác ngoài cái cuộc sống của mình ở thành phố, ở đô thị. Đó là những người Ba Na, những người Gia Lai tộc mà có tổ chức nhưng đầu lòng yêu văn hóa dân tộc, đam mê với các vật dụng truyền thống. Xin cảm ơn các nghệ nhân làng Cà Tung, Sa Ra, huyện Bắc Giang, tỉnh Gia Lai. Quý vị có thể đứng tại sân khấu để giao lưu và chụp hình cùng khán giả. Chúng ta không cần phải vào trong ạ. Vâng, đấy.